Nam Định xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chiếc máy quay là một tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa JBL Model G732. Sở hữu phần thùng to lớn khủng long chiếc máy quay và có trọng lượng nặng tới 70kg trên Model G732. Đây là một trong những Model nổi tiếng sở hữu chất âm 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Chúng ta thấy được rằng một cặp loa tuyệt đẹp được trang bị phần thùng gỗ sồi và được bọc da với màu xám đá rất sang trọng khi trưng bày cho những căn phòng khách theo tông màu mới, thể hiện thương hiệu cũng như đẳng cấp của một Model loa với chất âm 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Quý vị có thể trưng dụng cho những căn phòng rất lớn mà sẽ không tốn kém về phần phối ghép, nó cực kỳ là dễ phối ghép và đồng thời có thể vừa nghe các dòng nhạc đại đa số như tôi hay thường test trên kênh, và đồng thời cũng là một trong những Model loa sở hữu chất âm chuyên nghiệp đến từ Mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo và cùng trải nghiệm lại Model loa rất là đẹp và sang trọng này với cấu hình còn đang mới long lanh trước máy quay. Mời quý vị và anh nhạc chúng ta cùng quan sát ở cửa ly gần nhất. Chiếc máy quay là cặp loa JBL Model G732 đến từ Mỹ. Tất cả phần thùng gỗ sồi vừa được bọc da siêu bền, từng góc cạnh của nó được bo luôn với các góc vuông biểu trưng của JBL với màu xám đá rất đẹp. Với chiều cao 83cm, chiều ngang 63 và sâu tới 45cm, trọng lượng 70kg trên cặp loa G732. Chúng ta thấy được rằng chiếc máy quay, một cặp loa còn tuyệt đẹp, sở hữu công suất ở ngưỡng 800W cho cả đôi trên trở kháng 8 ohm, và đặc biệt rằng nó có độ nhạy cao tới 104 decibel, thể hiện các dòng nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy được rằng phong cách của người Mỹ, đây là những Model được thiết kế cực đẹp, Model cao cấp, bỏ xa các dòng loa cùng phân khúc mát 40 như các dòng phổ thông của JBL từ Model 825 hay 835 lên tới dòng G, chúng ta sẽ thấy được rằng nó sẽ ưu việt hơn rất nhiều trên cặp loa này. Với thiết kế về phía mặt trước, chúng ta thấy được rằng nguyên phần họng loa và nằm phía sâu bên trong được trang bị một bát xúc 40 gân xếp tẩm dầu siêu bền, và với xương đúc toàn phần được trang bị củ lam châm từ rất lớn trên quả mát xúc này. Với cái thùng cao to lớn và hai cửa hơi thoát về phía mặt trước, phần bên trên cánh trái và cánh phải, chúng ta thấy rằng uy lực của giải trầm thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Với hai quả kèn, quý vị có thể thấy được rằng mỗi một quả kèn nó có đường kính miệng của nó tới 40cm và trang bị cái củ nam châm từ lớn tới 16 phân trên cặp G732 này cho giải trung âm và giải chép cực kỳ là tuyệt vời. Ở đây tôi đang phối ghép cùng với phía sau lưng là một con đẩy P-Way PM3006 và một con băng cơ Dynetics CS10, tín hiệu chạy trực tiếp từ trên TV xuống qua đường quang giải mã của con băng cơ. Chúng ta cùng quan sát. Rất sạch sẽ và ngọt ngào. Em thương sắc tím bằng lòng, anh thương màu áo trắng, tan trường và áo tung tăng. Có cái điểm bị trói gắn, giải trầm của nó xuống rất mềm mại và khá là uy lực. Không là mơ như lời thơ ngày đó.
chúng ta đã thấy được sự thể hiện của tuyệt phẩm loa này với độ nhạy cao 104 dB trên công suất 800W cho cả đôi, với trở kháng 8 ohm, phần phối ghép cực kỳ là đơn giản và tín hiệu không mất tiền. Nhưng đẳng cấp và sự thể hiện của JBL đã rất nổi tiếng, nhất là những model cao cấp đàn anh của 825 hay 835 thông thường. Khi lên tới dòng G, trang bị củ bát cũng là dòng G, nó mang lại cho giải trầm rất là mềm mại. Và đồng thời chúng ta thấy được rằng giải trung âm và giải check thể hiện chi tiết và mềm mại tới từng nốt nhạc với mức tín hiệu không mất tiền mà tôi đang mở trên TV xuống. Quý vị có thể thấy rõ nhất được đẳng cấp cũng như là chất âm của model loa nổi tiếng của hãng JBL đến từ Mỹ. Trong phân khúc tầm giá, chúng ta thấy được rằng với mức chỉ trên 20 triệu đồng, anh em thấy rằng tương đương như 835 hay 825, anh em đã sở hữu được một cặp loa tuyệt đẹp hơn các model đầu 8 rất nhiều. Đó, đẳng cấp từ cái vỏ thùng loa cho tới độ đẹp và độ sang trọng và cấu hình loa thì đương nhiên là đã là hơn rồi. Và như vậy chúng ta sẽ so sánh về phân khúc tầm tiền, quý vị thấy rằng nó có đáng chơi và đáng đầu tư hay không. Chắc chắn rằng trong đoạn clip này chúng ta cũng đã thấy rõ được câu trả lời với cặp loa JBL nổi tiếng đẹp xuất sắc đến từ Mỹ trước máy quay. Trọng lượng 70kg, công suất 800W, có thể chơi cho những căn phòng khách rất lớn từ 50 tới hàng trăm mét vuông. Và thậm chí rằng với uy lực mạnh mẽ này chúng ta sẽ không phải cần tốn tiền mua súp vật trầm, bởi vì lực bát của nó khi mà được khai thác mở lớn lớn một chút thôi, nó đã đánh rung tới tường nhà hàng xóm rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Anh em quan tâm tới bất kỳ sản phẩm nào trên kênh có thể để tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trên kênh của mình. Luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất với những mức giá thành ưu đãi tốt nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại thưởng thức một vài dòng nhạc tiếp theo với sự thể hiện của model JBL G732 đến từ Mỹ.